referral, xin lời giới thiệu. Xin lời giới thiệu. Có nghĩa là từ bước 1 đến bước 8 này, ta có thể xác định xem họ có phải là khách hàng của ta không. Chúng ta có thể xem trong từ bước 1 đến bước 8 này thì họ có phải là khách hàng tiềm năng không, và không quên xin cái lời giới thiệu của họ. Ngay cả khi họ từ chối không mua hàng thì vẫn xin lời giới thiệu như bình thường. Bây giờ tôi sẽ vẽ xuống một quy trình bán hàng thật nhanh để cho các anh chị nhớ lại quy trình này. Quy trình gồm 8 bước bán hàng sau đây. Sale, success, system, hệ thống bán hàng thành công. Mọi công việc đều phải làm theo hệ thống. Ông nhạc sĩ ơi, ông hát ơi, ông làm việc nó không có hệ thống, nên là lúc nào ông cũng phải căng mồm đi dạy hát thì mới kiếm được tiền. Không dạy là hết tiền. Nên bước 1 quan trọng, rất quan trọng, đó là tạo ra danh sách khách hàng tiềm năng. Tạo ra danh sách khách hàng tiềm năng. Hệ thống. Nhớ là cái system là hệ thống. Mình phải có một cái hệ thống tạo ra khách hàng tiềm năng. Hai từ quan trọng sau đây. Hệ thống khách hàng tiềm năng tự động. Không phải cứ làm live stream mới có khách, mà ngay cả khi không live stream vẫn phải có khách. Chỉ nhớ giúp tôi hai cái từ quan trọng sau đây. Bạn phải có một hệ thống tạo ra khách hàng tiềm năng tự động. Gạch chân cho tôi 3 chữ. Hệ thống tiềm năng tự động. Hệ thống khách hàng tiềm năng tự động. Ví dụ như những công ty lớn, họ sẽ mass, tức là quảng cáo trên diện rộng. Đó là quảng cáo trên TV, trên truyền hình, thuê những người nổi tiếng tạo xì căng đan, làm phim vân vân. Tạo ra những bộ phim mà có sức hút lớn với hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu view. Đấy, ví dụ như vậy. Thì đấy là cách làm mass, cách làm lớn ở bên ngoài. Để làm cho khách hàng hàng ngày nhìn thấy thương hiệu của họ. Cách làm thứ hai, tôi gọi là cách làm sniper. Tức là cách bắn tỉa. Chọn ra một thị trường thật nhỏ, đưa cho khách hàng vào trong phễu và sau đó để cho phễu tự động nuôi dưỡng họ. Đó là hệ thống khách hàng tiềm năng. Hai từ khóa, phải tự động, phải có hệ thống. Hệ thống tức là gì? Nếu sau này bạn muốn bán cho một cái công việc kinh doanh khác, bạn chuyển qua, move qua là nó phải tự động. Hệ thống có nghĩa là gì? Bây giờ bạn có một đại lý hỏi bạn là tôi muốn bán giống anh, tôi làm thế nào? Bạn copy cho họ, bạn sao chép cho họ, họ về họ làm. Thế là họ có một cái làm giống như bạn. Đấy gọi là hệ thống. Hệ thống này phải yêu cầu, có một vài yêu cầu sau đây. Một, nó phải đơn giản. Cái từ hệ thống tạo cái hàng tiềm năng này, nó phải đơn giản. Hai, nó phải dễ nhân bản, mang dạy cho người khác làm được ngay. Ba, nó phải có tính hiệu quả cao. Gạch chân chữ hiệu quả cao. Hệ thống tạo ra khách hàng tiềm năng có hiệu quả cao sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao được LVC. Giảm được chi phí đầu vào tạo ra khách hàng đấy. Nâng cao được giá trị trọn đời của khách hàng. Tức là người ta đến với mình, người ta cho mình nhiều tiền hơn. Điều này đem lại hai lợi ích quan trọng. Lợi ích 1, dễ dàng mở rộng thị trường. Lợi ích 2, dễ dàng nhân bản con người lên. Con người ở lại bạn là vì có nhiều, họ hiệu suất cao. Cái hệ thống nó có hiệu suất cao thì con người sẽ ở lại bạn nhiều hơn, lâu hơn. Hiệu suất cao. Tức là cùng một thời gian làm việc với bạn mà họ được trả cao hơn thì họ sẽ làm bạn. Nên anh chị ghi bên cạnh, phải có hệ thống tạo khách hàng tiềm năng tự động.
Tôi phải có đấy, tôi phải có hệ thống khách hàng tiềm năng tự động. Nếu muốn nhiều thì nhân nó lên thôi, rồi nó ra nhiều khách hàng. Ai muốn có nó? Ít lắm. Rồi. Ai thực sự mong muốn bạn có hệ thống tiềm năng tự động? Giơ tay lên nói tôi. Ghi xuống bên cạnh. Nếu không có, đừng kinh doanh nữa. Bắt buộc anh chị nha. Nếu không có hệ thống này thì đừng kinh doanh nữa. ...2861 khách hàng mới trong 30 ngày qua. Bao nhiêu trong số các bạn quyết tâm học được kỹ thuật này từ tôi bằng việc luyện tập liên tục cùng tôi cho đến khi bạn có một hệ thống và am hiểu nó thì giơ tay lên nói tôi. Ghi xuống điều quan trọng sau đây. Không có nó, đừng kinh doanh nữa. Bao nhiêu trong số các bạn muốn có hệ thống kinh doanh như của tôi thì giơ tay lên nói tôi. Ghi xuống, không có hệ thống kinh doanh tự động thì đừng kinh doanh nữa. Được mấy lần rồi các anh chị? Các anh chị chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được rồi. Viết xuống 10 lần thật nhanh. Ai đã xong được 10 lần rồi? Có người xong rồi, nhanh thế. Copy, paste, copy, paste. Có một ông ghi gạch ngang, NT gạch ngang. Ngày xưa đi học bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm. Được mấy lần rồi ạ? À? Cũng dừng ạ. À? Không quan trọng. Rồi dừng lại. Gạch đi tất cả, giữ lại hai cái. Cái nào cũng được. Bạn có thể chọn thứ tự ngẫu nhiên. Gạch đi 8 cái, giữ lại 2. Nếu còn có 10 thì gạch đi 8. Có 5 thì gạch đi 3. Giữ lại 2 cái. Được chưa các anh chị? Xong chưa? Gạch đi một cái nữa, còn lại 1 cái. Thế xong. Hệ thống này nó đơn giản. Giống như bạn vừa viết vậy. Nó có thể được tạo ra bất kỳ lúc nào bạn muốn. Không phải tất cả chúng nó đều hoạt động hiệu quả. Giống như thằng bé đi câu mồi. Không phải tất cả các mồi cá đều ăn. Nhưng nó vì nó biết là cần câu của nó không ngon. Nên nó sẽ tập trung vào chế tạo mồi. Và chế tạo rất nhiều loại mồi. Cho đến khi có một loại mồi hiệu quả nhất so với các mồi còn lại. Thì nó dừng lại và từ đó tiếp tục câu cái mồi đó. Cách làm này cũng giống như vậy trên mạng Internet. Bạn sẽ có thể phải thử nghiệm rất nhiều lần cho đến khi bạn tìm ra một loại mồi câu phù hợp thực sự với thị trường của bạn. Và khi bạn đã tìm được loại mồi câu rồi thì cứ thế nhân bản lên và bạn sẽ tạo ra vô vàn nhiều hiệu quả. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì bạn cần phải có một hệ thống khách hàng tiềm năng tự động. Ba thứ. Hệ thống. Hệ thống bằng việc làm đi làm lại nhiều lần bạn sẽ có hệ thống. Khách hàng tiềm năng. Tiềm năng tức là họ chưa sẵn sàng mua hàng của bạn. Và tự động. Gạch chân chữ tự động nếu bạn đã bị gạch mất câu lúc nãy rồi. Tự động. Điều này có nghĩa là gì? Build and forget. Xây rồi quên. Ví dụ như chúng ta làm cái live stream. Khi bạn làm cái live stream thì phải nhớ là làm cái live stream để lần sau mình lại cho nó chạy lại cái live stream đấy thì hiệu quả nó vẫn phải tương tự như vậy. Tôi làm cái live stream tôi bán cái dịch vụ luật sư của tôi. Tôi làm xong cái dịch vụ luật sư của tôi thì tôi chạy live stream nó vẫn phải ra kết quả. Hôm sau lại cho phát lại cái live stream đấy, kết quả lại diễn ra như cũ. Không biết được ai đang làm.
Như vậy ngay cả bạn làm live stream thì tính hệ thống vẫn cần phải có trong tư duy của bạn. Bước số 2 chúng ta cần làm, và đây là bí quyết của trò chơi. Tôi đã làm nghiên cứu điều này và đưa cái bước số 2 này ra khỏi quy trình bán hàng. Đó là hẹn gặp. Hẹn gặp. Hẹn không phải bán hàng. Hẹn không phải là bán hàng. Hẹn chỉ để hẹn. Bước 3. Kết bạn thân. Kết bạn. Xây dựng mối quan hệ tin cậy, thân tình. Bước 4. Tìm hiểu và xác định nhu cầu. Tìm hiểu và xác định được chính xác nhu cầu. Vẫn chưa bán đâu các anh chị. Tìm hiểu và xác định nhu cầu. Bước 5. Nói về những lợi ích mà đáp ứng được cái nhu cầu này. Lợi ích của sản phẩm, tính năng. Bỏ qua phần tính năng, chuyển toàn bộ tính năng thành lợi ích và nói những lợi ích mà khách hàng có nhu cầu. Bước 6. Xử lý sự từ chối. Trước, tôi biết hầu hết mọi người cho rằng cái này là đắt, nhưng tôi biết là rất nhiều người sẽ nói rằng không có thời gian. Nhưng mà tôi hiểu là 7. Khi xuất hiện điều kiện để chốt đơn thì chốt nó và lặng yên không nói gì nữa. Bước 8 là chăm sóc, là follow up. Follow up. Rất nhiều người quên cái việc chăm sóc sau bán hàng. Còn hai bước phụ nằm xuyên suốt toàn bộ quy trình kinh doanh này. Bước 1. Bước 9 cũng được, bước 1 cũng được. Đó là qualify, hay còn gọi là phân, gọi là định vị lại khách hàng, xác thực lại khách hàng. Xác thực xem đó có đúng là tiêu chuẩn của khách hàng của chúng ta hay không. Và bước 10 bên này, một bước ngôi sao khác, được gọi là referral, xin lời giới thiệu. Xin lời giới thiệu. Có nghĩa là từ bước 1 đến bước 8 này, ta có thể xác định xem họ có phải là khách hàng của ta không. Chúng ta có thể xem trong từ bước 1 đến bước 8 này thì họ có phải là khách hàng tiềm năng không, và không quên xin cái lời giới thiệu của họ. Ngay cả khi họ từ chối không mua hàng thì vẫn xin lời giới thiệu như bình thường.